Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn 10 năm treo bánh, dự án Sài Gòn One đã thi công được những gì trong mấy ngày qua? Bóng dáng đại gia nào đứng sau Vivaland, đơn vị được đồn đoán muốn thay áo mới cho tòa tháp? Nằm ngay ngã ba sông, sát chân cầu Khánh Hội, có địa chỉ tại số 34 Tôn Đức Thắng, trung tâm quận 1. Điều rất đặc biệt, theo một số comment trên kênh mà Ad đã thu thập được, từ thế kỷ trước thì địa chỉ trên gợi nhớ về quá khứ vùng đất giữ của nó chính là vũ trường phi thuyền của ông trùm xã hội đen Nam Cam, khét tiếng một thời làm mưa làm gió trong giới giang hồ đất Sài Thành. Và sau này, tòa tháp Sài Gòn One được xây dựng trên nền vũ trường đó, dù đã hoàn thành được 80% khối lượng. Thế rồi số phận của nó hơn 10 năm khá bi đát, đứt gánh giữa đường, trở thành khối bê tông xám xịt trơ trọi và mang trên mình món nợ 6.000 tỷ khó nhằn của các nhà băng. Có vị trí rất đắc địa, sát bờ sông, ngay ngã ba của các tuyến đường chính và sông lớn, có thể nói có 102, nơi tụ khí rất mạnh mẽ. Nếu thời vận nó vượng thì không gì sánh bằng, tiền tài phúc lộc ùn ùn kéo tới, thời đến không kịp đỡ. Nhưng thời vận nó suy, thì tiền tài phúc lộc cũng rất nhanh tan biến theo mây khói. Ngỡ rằng, Sài Gòn One sẽ đắc địa đắc tấn tới. Tương lai sáng lạ, hào nhoáng đúng tầm vị thế số 1 của mình. Nhưng tiếc thay, số phận phải hứng chịu khá nhiều lận đận, lành thì ít mà xấu xí thì tạo tiếng vang rất xa, nằm trơ xương cốt hơn chục năm, làm cho giới chủ thì phá tài hao của, tổn người. Bản thân thì cõng núi nợ, siêu to, rồi khiến cho nhiều người, thậm chí hàng loạt lãnh đạo nhà băng xa lầy, dính vào vòng lao lý trong một vụ án hình sự. Thường rơi vào đường cùng, ngập lụt khó khăn, gặp cảnh túng quẫn tài chính, thì người ta tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ nhiều hướng bên ngoài. Mượn không được thì đi vay không được, đôi lúc nghỉ quẩn liều mạng một phen, thậm chí thực hiện cả lừa đảo, cướp giật, dù biết vi phạm pháp luật. Nhìn lại, quá trình về đích của tòa nhà thì vô cùng rối ren và phức tạp. Khi gặp hạn, rệu rã về tài chính thì tìm kiếm nguồn tiền bằng cách vay tín dụng, thế chấp tài sản. Sau khoảng thời gian thì số tiền trả nợ vay gốc và lãi, ngày một tăng dần lên theo cấp số nhân, chủ đầu tư không có tiền trả. Đến năm 2017, tính cả gốc và lãi lên đến hơn 7.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải và Ngân hàng Đông Á. Cuối cùng đã khiến giới chủ gặp cảnh đại nạn. Còn tòa nhà thì bị VAMC thu giữ, đưa ra bán đấu giá vào năm 2019 với giá ban đầu là 6.110 tỷ đồng để thu hồi vốn. Thế nhưng cũng gặp không ít khó khăn khi không có nhà đầu tư nào mặn mà với dự án mang nhiều tai tiếng. Đứng giữa trời phơi nắng trơ khung, làm cho trên thì ngó xuống, ngoài thì ngó vào, đã hơn thập kỷ. Có không ít cái tên từng được thị trường kỳ vọng sẽ rước Sài Gòn One Tower về đích. Còn nhớ, tháng 11 năm ngoái, trên thị trường lần đầu xuất hiện thông tin tái sinh dự án, khi một doanh nghiệp có tên Công ty Di sản Quốc tế Hồ Tràm đăng ký với thành phố xin đầu tư dự án. Tuy nhiên doanh nghiệp này khi đó chỉ mới tròn 1 năm tuổi và có vốn điều lệ đăng ký là 300 triệu đồng hồi mới thành lập vào tháng 11 năm 2019. Song đến cuối năm, vốn thực góp của các cổ đông chỉ là 10 triệu đồng. Theo luật đất đai yêu cầu chủ đầu tư có vốn sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 hectare. Như vậy nếu áp điều kiện nêu trên thì thấy rõ chưa đủ điều kiện để được giao dự án. Thế nên, tới nay vẫn chưa rõ kết quả. Phận chìm nổi của dự án triệu đô vẫn chưa đến hồi kết. Gần nhất vào ngày 12 tháng 9 năm nay, Hiệp hội Bất động sản thành phố đã có nêu vướng mắc của dự án nằm ở quy định thời hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, chưa sát thực tiễn. Cụ thể, thời hạn sử dụng đất của dự án là 50 năm, kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất vào năm 2008. Do đó khi mang ra đấu giá, nhìn thời gian sử dụng đất còn lại của dự án chỉ còn 39 năm, khiến giá trị dự án bị giảm đi và kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Để rồi chỉ 2 tháng sau, trên các trang mạng tràn ngập thông tin bàn tán Sài Gòn One Tower hồi sinh, cởi bỏ áo cũ, khoác lên mình chiếc áo mới toanh, kèm theo là một cái tên mới là IFC One Sài Gòn. Theo giới thiệu, đơn vị quản lý và phát triển dự án là công ty Vivaland. Dù cho đến nay, chưa có bằng chứng xác đáng về việc Vivaland là chủ đầu tư mới của dự án, song sự xuất hiện của cái tên này không khỏi khiến giới đầu tư kỳ vọng vào sự hồi sinh của tòa cao ốc đã treo tiến độ cả một thập kỷ. Điều đáng kiểm chứng hơn khi website công ty Vivaland có đăng tin hình ảnh dự án, tuyển dụng nhân sự và cùng chịu đầu tư sa bàn tổng thể dự án ở trụ sở công ty trên đường Tôn Đức Thắng, đối diện ga Ba Son, rất bắt mắt. Càng kỳ vọng hơn, điều thu hút ánh nhìn người đi đường
khi trên công trường dự án đã có chục công nhân ra vào làm việc hàng ngày. Vậy Viva Land, họ là ai và tiềm lực như thế nào, ai đứng đằng sau? Thì theo thông tin báo chí có được, Viva Land, tiền thân là công ty Sagius Power, được thành lập vào giữa tháng 5 năm 2019, do bà Kim Khánh làm tổng giám đốc, có quy mô vốn vỏn vẹn 2 tỷ đồng, đều là những nữ giới rất trẻ tuổi, thuộc thế hệ 8X và 9X nắm quyền. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm bà Kim Khánh sở hữu 30% vốn điều lệ, bà Hạnh sở hữu 20% và bà Mai sở hữu 25%. Hơn thế nữa, bà Kim Khánh và bà Hạnh còn là những cổ đông sáng lập của công ty Đại Trấn Hưng. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5 năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu ở mức 350 tỷ đồng. Trong khi đó, người còn lại là bà Mai, một cổ đông lớn của Viva Land, còn là một trong những cổ đông sáng lập của công ty Hoa Phú Thịnh. Để ý rằng, trong ít tháng trở lại đây, cái tên Hoa Phú Thịnh cùng công ty Osaka Garden và công ty Phú Hoàng Vương đã hút về 15.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, mục đích nhằm đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An, quận 2, kèm theo là có sự xuất hiện của một tên tuổi lớn là Masterway Group tại dự án đó. Ngoài ra, Viva Land còn sở hữu đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản và đều là những nhân sự cũ của Capitaland Việt Nam. Cụ thể, chủ tịch Viva Land là ông Chen Li Anpang, từng làm tổng giám đốc Capitaland Việt Nam. Giám đốc điều hành là ông Eddie Lim, một nhân sự khác có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Capitaland. Trên trang chủ, Viva Land giới thiệu là quản lý của 5 dự án địa ốc ngoài IFC One Sài Gòn. Đáng chú ý nhất là 2 dự án mà Viva Land làm đơn vị phát triển dự án có liên quan chủ đầu tư là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là dự án nâng cấp tài sản JP ở quận 5, dự án tỷ đô mũi đèn đỏ Sài Gòn Peninsula ở quận 7. Như vậy, đằng sau Viva Land, đồn đoán bóng dáng của tập đoàn bất động sản khá kín tiếng, có tiềm lực khổng lồ, đang đứng ra đạo diễn, dàn xếp vụ việc. Không có nhiều thông tin, không ai công bố chính thức, không ai nói ra nhưng mọi người đều hiểu. Hiện nay, mọi con mắt đang đổ dồn vào dự án, nhất cử nhất động đều được chú ý và bàn tán, nhiều người từ già đến bé đều tỏ ra rất vui mừng và cần họ thành công và mong họ thành công để thi công diễn ra suôn sẻ không chập giật như kỳ trước và diện mạo mới tòa tháp rất đáng chờ đợi. Ngoài công trường, đã có gần chục công nhân mặc áo bảo hộ có gắn tên tổng thầu thi công Cotecon đang tấp nập thi công những công việc đầu tiên chỉ ở các tầng bên dưới trước khi đi vào công tác chính. Đó là công tác chuẩn bị mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh công trường, thiết lập văn phòng làm việc, thi công móng, gia cố hàng rào đá cũ nát và thiết lập cổng ra vào, chốt bảo vệ, tập kết dàn giáo vật tư ban đầu, tiến hành gỡ bỏ những bộ phận xuống cấp, kiểm tra tình trạng hệ thống cơ điện, máy móc thiết bị thi công dự án trước khi vận hành trở lại. Vài người công nhân khác thì đang quét sơn lại các tấm tường đã trát, nơi chuẩn bị làm văn phòng ban chỉ huy công trường trên tầng khối đế.